Hôn nhân toan tính, tác giả Nguyễn Thơ, tập 2. Đêm đã khuya, nhưng Tường vẫn chưa có thể ngủ được. Mắt anh khép hờ, nhưng đầu óc cứ nhảy múa không yên. Mình là một thằng đàn ông khỏe mạnh, có tay nghề giỏi giang, hiếm ai bằng. Vậy thì tại sao lại chịu cái cảnh đi làm thuê hết đời được chứ? Tướng tá của mình phải là một ông chủ mới đúng. Nhưng làm cách nào để thành ông chủ mới là điều quan trọng. Anh nén tiếng thở dài. Ở bên cạnh, Nhài nghe thấy vậy liền hỏi. Anh vẫn chưa ngủ hả? Tường giật mình nhìn sang vợ, dưới ánh sáng của ngọn đèn màu hồng nhạt, đôi mắt to tròn đen lấy của Nhài nhìn anh không chớp. Anh vòng tay ôm vợ vào lòng rồi thủ thỉ. Khuya rồi, tại sao em chưa ngủ? Anh cứ nghĩ mãi về nhà, lo lắng cho mẹ và không có ngủ được. Mẹ bệnh nhiều sao anh? Mẹ bệnh, không biết giờ này đã đỡ hơn chưa? Thằng Út còn trẻ chưa có biết lo. Nó đi làm vài tháng mới về nhà một lần. Anh là con trai lớn mà không có giúp gì được cho ba mẹ. Bây giờ cứ ở nhà với vợ suốt như vậy, mẹ chịu cực một mình. Anh đúng là thằng con bất hiếu mà. Vậy ngày mai anh đưa em về thăm mẹ nha. Tường lại thở dài thường thượt. Anh nói, mình có về thăm mẹ thì cũng được một ngày. Rồi ngày mai ngày kia mẹ lại một mình chịu cơn đau. Anh thấy mình có lỗi quá, làm con mà vô dụng không có giúp gì được cho người đã sinh thành ra mình. Nghe giọng buồn của chồng, Nhài cũng rơm rớm nước mắt. Ba mẹ cô còn khỏe mạnh, hàng ngày kiếm ra rất nhiều tiền, nhưng lại có vợ chồng cô bên cạnh. Còn ba mẹ chồng lớn tuổi và yếu hơn, nhưng lại phải chịu cảnh sống xa con cái, bệnh tật đầy người, đau ốm liên miên. Tường đoán được rằng Nhài đang suy nghĩ nhiều lắm, cô vốn thật thà và tin tưởng anh tuyệt đối. Cho nên, những gì anh nói sẽ là hoàn toàn sự thật. Một người lương thiện như cô chắc chắn sẽ động lòng vì những điều mà anh vừa mới nói ra. Nghe chồng nói, những giọt nước mắt của Nhài bắt đầu trào ra. Tường nói như thì thầm. Thôi, em ngủ đi. Sáng mai còn dậy làm việc nữa. Thức khuya quá sẽ rất có hại cho sức khỏe đó. Nhài trở mình, giọng nhỏ hơn vì xúc động. Hay là chúng ta chuyển về nhà ở bên ba mẹ, chịu khó mất thời gian chút, sáng đi tối về như trước đây anh đã từng làm đó. Như vậy chúng ta sẽ yên tâm hơn vì hằng ngày vẫn có thể gần gũi mẹ. Tường lại nén tiếng thở dài. Anh có cái ý này, nhưng chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi, khó thực hiện được lắm. Chỉ có thể là tụi mình chuyển về ở hẳn với ba mẹ. Còn quản lý công việc ở đây, chúng ta sẽ đăng thông báo tuyển người làm. Mình kèm họ một thời gian là sẽ quen thôi. Nếu có tiền, vợ chồng mình về quê anh mở cửa hàng buôn bán xe máy. Cái gì chứ việc kinh doanh sẽ không có kém gì cửa hàng của ba mẹ ở đây đâu. Thấy vợ vẫn im lặng, anh nói tiếp. Mấy ngày qua, anh suy nghĩ ghê lắm. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không có cách gì giải quyết. Có lẽ đó cũng chỉ là mơ ước của anh mà thôi. Câu chuyện của Tường làm cho Nhài suy nghĩ mãi. Anh nói rất có lý, nếu chuyển về quê nội ở, hai vợ chồng cùng kết hợp thì chắc chắn sẽ mở thành một cửa hàng buôn bán xe máy. Việc ở đây ba mẹ cô có thể mướn người, điều quan trọng là phải có tiền vốn. Cô nghĩ hoài, đúng ra con gái đi lấy chồng là phải về nhà chồng ở mới đúng. Đã vậy, mẹ chồng cô đang bệnh không có ai chăm sóc, cô là con dâu mà lại ở nhà mình hưởng sung sướng, không biết lo cho gia đình nhà chồng. Cô ngẩng mặt lên nói, chuyện anh nói liệu có ổn không? Để ngày mai em có thể bàn với ba mẹ. Anh sợ rằng ba mẹ sẽ không có đồng ý đâu, bởi vì ông bà cũng chỉ có một mình em là con.
Anh nói cái gì vậy? Là con gái thì phải theo chồng mới đúng. Công việc ở đây ba mẹ có thể mướn người làm, rồi mỗi tháng mình bớt chút thời gian về thăm nhà cũng được mà. Vậy chúng ta ngủ đi, khuya lắm rồi đó. Miệng nói vậy thôi, nhưng mà làm sao anh ta ngủ được chứ? Vậy là kế hoạch của anh đã bước đầu thuận lợi. Chỉ cần nhài đồng ý thì đầu xuôi đuôi sẽ lọt. Chắc chắn ba mẹ cô vì thương con gái mà đồng ý chấp nhận vô điều kiện. Nhài đem chuyện vợ chồng cô đã bàn thưa với ba mẹ, theo lời Tường đã dặn dò từ trước. Cô tạm thời không có nhắc gì đến việc kinh doanh buôn bán, mà chỉ nói tới chuyện bà Loan bị bệnh cần người chăm sóc. Biết con gái lương thiện sống có tình có nghĩa, ông bà Kha cũng đành chấp nhận để vợ chồng cô về quê thăm mẹ chồng bệnh. Trưa hôm đó, Tường gọi điện thoại về nói chuyện với mẹ rất lâu. Cuối cùng anh nói rằng sáng sớm mai hai vợ chồng anh sẽ về nhà. Nghe tiếng xe máy từ từ đi vào sân, bà Loan nằm trên giường quay mặt vào phía trong, bắt đầu rên. Nhài xuống xe xách đồ vào trong nhà rồi cất tiếng. Mẹ, mẹ đỡ hơn nhiều chưa? Ba con có nhà không mẹ? Bà Loan không trả lời mà rên càng lớn hơn. Nhài lo lắng bỏ đồ xuống và đến bên giường của mẹ chồng. Cô cất tiếng gọi nhỏ. Mẹ ơi, tụi con đã về đây rồi. Mẹ đau ở chỗ nào? Ngày mai tụi con đưa mẹ đi khám nghe. Bà Loan từ từ quay mặt ra, hai mắt đỏ hoe, không biết đã cố khóc từ khi nào. Chợt bà khóc lên thành tiếng. Các con về rồi đó hả? Mẹ bệnh mấy ngày hôm nay, chỉ nằm thôi, không có làm ăn được cái gì. Dạ rồi, chắc là muốn đi theo ông cụ ông bà sớm thôi con ạ. Nhài nắm đôi bàn tay mập ú của mẹ chồng, gần 60 nhưng nhìn bà vẫn trẻ so với tuổi nhiều. Da mặt nhẵn nhụi trắng trẻo, hàng lông mày xăm rõ nét đen đậm, cặp môi đỏ chét đỏ lét, liên tục mấp máy kêu đau. Thấy mẹ chồng khóc, Nhài cũng rơi nước mắt vì thương bà. Tối hôm đó, khi Nhài ngồi đấm bóp cho mẹ chồng, bà Loan khóc nức nở rồi nói. Con ạ, vừa rồi mẹ bệnh nhưng không có tiền mua thuốc. Mẹ không có mượn ở đâu được nên đã bán mất một cái dòng vàng của con. Mẹ xin lỗi vì chưa kịp hỏi ý kiến của con mà đã bán rồi. Mẹ định rằng tháng tới thằng Út nó có đem tiền về, mẹ sẽ đi mua rồi lại bù vào cái chỗ đó. Nay con về rồi, mẹ phải nói cho con biết. Mẹ thật có lỗi quá, cho mẹ xin lỗi nghe con. Thấy bà Loan khóc mùi mẫn quá, Nhài cũng bật khóc theo. Cái số vàng đó đã lâu rồi cô không nghĩ tới. Ông bà Kha cũng không hỏi gì con gái, vì nghĩ là của nó thì nó giữ thôi. Lúc này nghe mẹ chồng nói, Nhài mới nhớ ra. Không có sao đâu mẹ à. Thôi, chỗ mẹ bán đi rồi thì con biếu mẹ, mẹ không phải lo trả lại cho con đâu. Nếu chú về có đưa tiền, mẹ giữ lấy và mua thuốc uống rồi bồi dưỡng nghe mẹ. Đúng lúc đó, cô nghe rất rõ một tiếng thở dài ở bên ngoài. Cô ngẩng mặt lên nhìn ông. Ông Phủ đang ngồi một mình trên ghế. Từ lúc vợ chồng cô về tới nhà, ông không nói câu gì. Khi con dâu chào ông chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi làm việc của mình. Thái độ của ông như vậy làm cho Nhài có chút lo lắng. Nhưng cô lại nghĩ, trước đây Tường cũng như vậy. Anh ít nói, có khi cả ngày mới được một hai câu. Vậy mà anh rất yêu thương cô đó. Nhưng mà cô nghĩ chắc Tường giống ba cái nết lầm lì đó ít nói. Sáng hôm sau, vợ chồng Tường muốn đưa bà Loan đi khám bệnh, nhưng bà nhất định không có chịu đi. Bà nói đi khám sẽ ra nhiều bệnh, biết rồi sẽ càng lo lắng nhiều hơn. Bà cứ ở nhà uống thuốc rồi cũng sẽ ổn thôi. Có con dâu và con trai chăm sóc, chắc chắn bà sẽ nhanh khỏi bệnh. Những ngày sống ở nhà chồng, Nhài thấy rất vui. Tuy điều kiện không có được như ở nhà ba mẹ đẻ, nhưng cô vẫn thấy hài lòng. Hằng ngày cô đi chợ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa. Cô cảm thấy đầu óc thư thái vì không phải tiếp xúc với tiền và hàng hóa mỗi ngày. Cô biết ba mẹ ở nhà sẽ không có nhiều thời gian, nên tranh thủ buổi tối mới gọi điện về nhà để nói chuyện. Bà Loan vẫn kêu đau,
nhưng khi nói đi khám thì lại không chịu đi. Tường nói với vợ rằng vì bà tiếc tiền nên như vậy đó. Còn Nhài thì thương mẹ chồng nên cứ cố gắng chăm sóc cho thật tốt. Được mấy hôm cô nói với Tường: anh để em ở nhà chăm sóc cho mẹ thôi, rồi anh về cửa hàng lo giùm ba mẹ đi, không có con cái hai ông bà vất vả lắm. Ngồi một lúc Tường mới lên tiếng: trước kia anh vẫn đi làm như vậy mấy năm trời không có sao, nhưng bây giờ có vợ rồi phải tính khác. Mình phải tính kế làm ăn lâu dài. Mấy ngày qua anh đi tìm hiểu rồi, ngã tư đầu xã có một căn nhà đang treo biển rao bán. Mình không có tiền mua thì trước mắt có thể thuê mặt bằng. Chưa có vốn, mình nhập một ít xe máy cũ. Anh sẽ bỏ công trùng tu bảo dưỡng, sau đó mình bán kiếm lời. Hai vợ chồng mình đi làm, vẫn tranh thủ về nhà thăm mẹ. Em thấy thế nào? Còn công việc ở dưới nhà thì không có chúng ta, ba mẹ có thể mướn người làm mà. Nhìn gương mặt gầy gò hốc hác vì lo lắng của Tường, trong lòng của Nhài thấy đau nhói. Cô thương anh cực khổ ngược xuôi, một mình lo kiếm tiền gánh vác cho cả gia đình. Bây giờ có vợ, cô có thể chia sẻ một chút lo toan cùng với anh. Nhưng mẹ lại lăn ra bệnh như thế này. Và những kế hoạch của anh vừa nói, cô thấy cũng có lý. Cái gì chứ, cái khoản sửa xe thì Tường có kinh nghiệm lâu năm. Hai vợ chồng cô cũng không khó để cùng nhau công việc kinh doanh buôn bán. Tiền thì cô có thể về hỏi mượn ba mẹ. Nhưng quan trọng là công việc phải bắt đầu từ đâu. Bởi vì Nhài chưa từng lăn lộn ở ngoài đời như Tường, nên cô làm sao mà hiểu được. Như đọc được suy nghĩ của vợ, Tường nói: em có thể cho anh mượn cái số vàng mà mẹ đang giữ để đặt cọc tiền thuê nhà. Nếu không mau thì e rằng có người khác thuê đó. Trước mắt mình cứ lấy xe cũ về sửa rồi bán, như vậy thì chỉ cần ít tiền vốn thôi. Em thấy ba mẹ nhập xe không có cần phải trả vốn trước đâu, công ty họ cho nợ mà. Đó là xe mới, với lại ba mẹ làm ăn đã lâu năm có uy tín, bây giờ mình mới có bắt đầu thôi. Vậy em nói với ba mẹ đứng ra nhận lấy xe cho mình, khi nào bán mình sẽ trả lại gốc cho ba mẹ. Em thấy anh tính vậy có được không? Rồi cả hai cùng cười, Nhài vui lắm. Nhưng người vui nhất vẫn là Tường, vì bước đầu anh đã đạt được ý muốn của mình một cách dễ dàng. Khi Tường hỏi mẹ về cái số vàng, bà Loan vừa rên vừa nói: thời gian qua mẹ bị bệnh không có tiền nên đã bán đi mua thuốc hết rồi. Không phải mẹ nói mới bán đi có một cây thôi mà, tại sao bây giờ nói hết rồi? Thì ngày tổ chức đám cưới của hai đứa bị thiếu mấy chục triệu, tôi bán đi để đập vào đó chứ tôi đâu có tiêu xài gì. Tường ngồi phịch xuống ghế, hai tay dò đầu rồi anh gắt lên: mẹ thiệt là hay lắm đó, năm cây vàng của vợ con chứ đâu có ít đâu. Gia đình vợ con còn biết được thì biết ăn nói làm sao đây? Thì nói là tôi mượn, sau này tôi sẽ trả, chứ tôi không có đem đi đâu mà phải lo. Nhài đã nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con, cô cũng hơi bất ngờ, nhưng lại tỏ vẻ không có quan tâm lắm. Bởi vì từ trước tới nay cô luôn sống đơn giản, không có mấy khi tính toán đến đồng tiền. Có lẽ vì vậy mà cô mới thản nhiên để cho mẹ chồng giữ năm cây vàng của mình mà không chút đắn đo. Khi Nhài đang lúi húi nấu cơm dưới bếp, Tường vào bên mẹ rồi nói thật nhỏ đủ nghe: vợ con đang nấu cơm ở dưới bếp đó, mẹ dậy lấy vàng đưa cho con. Đã nói là mẹ bán hết rồi mà. Mẹ đừng có làm con mất thời gian nữa, con lại không có hiểu tính mẹ chắc. Bán rồi còn bao nhiêu đưa cho con, lẹ lên, con đang có việc cần. Sau này làm ăn khá giả rồi, lúc đó con sẽ cho mẹ đúng nghĩa với đồng tiền của con làm ra. Còn đây là vàng hồi môn của cổ, mẹ không có được giữ. Rất nhanh, bà Loan ngồi dậy rồi đi vào bên cái tủ. Bà mở ra và lấy cái hộp đưa cho con trai, nói với cái vẻ đầy tiếc nuối: tao bán mất 2 cây rồi, còn 3 cây đó thôi. Đã lỡ miệng nói là mẹ bán hết thì cứ lặng yên đi. Tường cất cái hộp vào người rồi đi ra sân. Anh ngồi lên xe nói cái giọng vào trong bếp: Nhài ơi, anh đi ra ngoài này một lát mua hộp thuốc cho mẹ rồi về ngay. Nhài vẫn ngây thơ mà tin tưởng gia đình nhà chồng. Cô không biết rằng họ đang có âm mưu chiếm hết số vàng,
mà cô đã được ba mẹ và các cô bác ruột thịt trao cho ngày cưới. Buổi trưa hôm đó, Tường không về nhà ăn cơm, Nhài sốt ruột gọi điện thoại thì anh nói đang coi nhà, chiều anh sẽ về. Chiều tối, Tường về nhà trong bộ dạng chết choáng men say. Khi xe vừa đến gần ngõ, anh rồ ga thật lớn rồi lái xe như đánh võng vào sân nhà. Nhài hốt hoảng chạy ra ngoài, thấy chồng loạn choạng bước, trên người phả ra toàn là mùi rượu. Cô nhăn mặt. Anh nhậu ở đâu về mà ghê quá à. Say xỉn thế này mà còn đi xe ngoài đường nữa, nguy hiểm lắm. Đây là lần đầu tiên Nhài thấy trên người Tường có mùi rượu. Cô đưa tay định đỡ chồng vào nhà, nhưng Tường gạt tay vợ ra rồi nói cái giọng nhẹ nhẹ. Tránh ra đi, anh tự đi được. Tường lảo đảo bước vào tới giường rồi đổ ập người xuống. Từ khi quen biết anh, Nhài chưa một lần thấy anh uống rượu và hút thuốc. Vậy tại sao hôm nay anh lại uống say đến mức như thế này? Cô lấy khăn ướt lau mặt cho chồng, cởi giày và vớ bỏ xuống đất. Tường lẩm nhẩm câu gì đó, một lát sau nằm ngủ li bì như chết. Cho tới nửa đêm anh thức dậy, thấy cổ khát khô, định dậy mò đi uống nước. Lúc này anh mới nhớ lại mọi chuyện hôm qua, nhìn sang bên vợ đang ngủ, đôi mắt ướt lem, chắc gì đã khóc nhiều lắm. Anh vỗ tay lên trán. Chết rồi, mình làm cô ấy phật lòng là hư hết mọi chuyện. Tại sao mình lại mất kiểm soát uống nhiều như vậy chứ? Rồi anh trằn trọc cho tới sáng. Thấy Nhài cựa mình thức giấc, anh ôm vợ vào lòng rồi nói thủ thỉ. Anh xin lỗi em nghe, hôm qua vì gặp bạn vui quá nên anh hơi quá chén. Nhài im lặng, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống gối. Tường âu yếm lau nước mắt cho vợ rồi nói tiếp. Anh đi coi nhà, thỏa thuận xong rồi, nhưng bà chủ muốn đặt cọc tiền trước một năm. Và rồi gặp mấy thằng bạn. Mấy năm qua anh cứ mãi mê đi làm, không có thời gian. Cho nên vui quá, anh uống hơi quá chén. Vợ tha lỗi cho anh nghe, anh hứa sẽ không có bao giờ có chuyện đó nữa đâu. Chỉ cần những lời nói yêu thương như vậy thôi là đã làm cho cơn giận của Nhài tan biến. Cô nghĩ là đàn ông mà, thỉnh thoảng họ vẫn phải gặp bạn bè và ngồi nhậu cùng nhau là chuyện bình thường. Thấy vợ đã có vẻ nguôi ngoai, Tường bắt đầu bàn về kế hoạch của mình. Ngôi nhà của anh đã coi có địa thế rất đẹp, mặt tiền rộng 5 mét, nhà 2 tầng, tầng 1 để bày hàng, tầng trên sẽ là chỗ nghỉ ngơi và sinh hoạt. Nhưng khổ một nỗi, giá cả hơi mắc em à. Họ đòi mỗi tháng mình phải trả 5 triệu, vị chi một năm là 60 triệu và phải đặt cọc ngay. Tường thở dài có vẻ nuối tiếc. Nếu không nhanh chóng sẽ có người khác tới mướn trước mình, kể cũng tiếc. Nhưng hiện nay anh thì không có tiền. Nhài ngồi bật dậy. Em có một chút tiền riêng. Ngày cưới bạn bè mừng bao nhiêu cô bác cho nữa, ba mẹ cho em hết, em vẫn để dành đó anh. Nhưng mà còn vốn lấy xe, mua đồ nghề sửa chữa, cũng phải vài trăm triệu. Không phải khách hàng nào tới mua cũng có sẵn tiền đâu. Nhiều người sẽ muốn mua trả góp, nên vốn sẽ bị động lại ở đó. Nhưng mà bán được một chiếc xe trả góp, tiền lời sẽ cao hơn những chiếc xe khác nhiều. Và nếu mình không có bán trả góp thì sẽ rất ít khách tới mua. Suy nghĩ một lát, Nhài lại nói. Hơn một năm qua, em bán hàng, ba mẹ cho em gửi tiết kiệm, nói sau này lấy chồng sẽ cho làm vốn. Nghe tới câu nói này, Tường phấn chấn lắm, nhưng mà anh ta vẫn im lặng, làm ra vẻ không có quan tâm. Thế vậy, Nhài quay ra nói tiếp. Anh yên tâm đi, em gửi không cùng một lúc, bởi vì vài tháng gom số tiền lại mẹ mới nói em đi gửi, nên em sẽ rút lần lượt. Số gần đây em mới gửi là 500 triệu, nhưng chưa có tới hạn. Nếu rút ngay bây giờ sẽ mất hết lời lãi. Tường như mở cờ trong bụng. Vậy là anh biết vợ mình có số vốn khá lớn. Anh biết ngay mà, ba mẹ cô giàu có chức dùng, vậy thì chắc chắn cô con gái sẽ được họ cho rất nhiều tiền. Vì hiểu tính của vợ mình, Tường biết chắc chắn trước khi mang tiền đưa cho anh, cô sẽ hỏi ý kiến ba mẹ. Cho nên anh phải chặn trước để Nhài giữ im lặng.
em hãy khoan nói cho ba mẹ biết cái chuyện này để khi nào việc kinh doanh thành công rồi mình mới thông báo được không em? Nhài gật đầu, cô nghĩ rằng ba mẹ sẽ rất vui nếu như họ kinh doanh thành công. Trước đây, làm chuyện gì cô cũng phải hỏi ý kiến ba mẹ, nhưng ngay lúc này đây cũng không thể làm trái ý của chồng, bởi vì cô rất tin tưởng ở anh. Nếu Tường đã nghĩ như vậy, thì chắc chắn anh ấy sẽ có lý do chính đáng. Nhưng còn 5 cây vàng em gửi mẹ, mẹ nói bán hết để trả nợ và mua thuốc rồi, liệu có thật không anh? Tường thở dài, nói cái giọng buồn buồn. Vì trước đây, chú Út làm ăn thua lỗ, cho nên làm được đồng nào, anh đều bù vào cho nó hết. Tới khi cưới vợ, anh không còn xu nào. Toàn bộ thực phẩm và sắm đồ cưới đều là mua thiếu. Xong công việc rồi mới trả tiền. Anh đã nói với ba mẹ rồi, để anh đi làm rồi trả dần. Nhưng chắc họ đến đòi mắc quá, nên mẹ đành phải làm liều. Chưa kịp mua lại để trả cho em thì em đã biết rồi đó. Gia đình anh thật có lỗi với em quá. Anh nói cái gì vậy? Đây cũng là gia đình của em mà. Tường cười thầm trong bụng. Vậy là tính toán trong đầu đã thành công. Không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa. Bây giờ bắt tay vào công việc thôi. Ở ngã tư đầu xã, ngôi nhà 2 tầng được Tường mướn thợ tới sửa sang. Phía trước treo tấm bảng hiệu lớn, có ghi dòng chữ mua bán xe máy cũ mới, có bán trả góp lời 0 đồng. Ai cũng nói rằng thằng Tường con nhà bà Loan vậy mà giỏi, nó đi làm mấy năm qua đã tích góp được một số vốn về để mở cửa hàng buôn bán xe, lại lấy được cô vợ đẹp như công chúa. Bà Loan lấy làm hãnh diện lắm, bà muốn ra ngoài đó nói cho mọi người biết con trai của bà giỏi giang như thế nào. Nhưng lúc này đây, bà đang đóng vai một bà mẹ bệnh nặng nên không biết làm sao được. Bà muốn đi, nhưng Tường đã dặn rồi, bà không được manh động trong lúc này, sẽ hư hết việc của anh. Chuẩn bị tới ngày khai trương, Tường chở Nhài về nhà thăm ba mẹ vợ. Nhài nhìn hai người gầy hẳn đi vì vất vả và nhớ con gái. Cô cũng cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Cô ôm chầm lấy mẹ, rồi nói chuyện ríu rít, nhưng mắt đã đỏ hoe từ khi nào. Thấy vợ chồng con gái về, hai ông bà mừng lắm, nhưng vì công việc nên chỉ hỏi thăm sức khỏe của bà thông gia, sau đó là túi bụi vì khách tới mua hàng. Nhài đi chợ mua đồ ăn rồi vào bếp nấu cơm. Mới có ít ngày thôi mà cô cảm giác như nửa năm rồi không có về nhà. Trong bữa ăn, hai mẹ con bà Kha luôn miệng nói chuyện. Bà thấy con gái có vẻ trắng trỏi hơn trước, nhanh nhẹn lại còn biết nấu ăn nữa. Đúng rồi, con gái đi lấy chồng, không còn là cô công chúa được chiều chuộng ở trong nhà thì nó phải khác chứ. Tường biết được rằng hai ông bà sẽ chỉ được nghỉ ít phút thôi, sau đó là tới giờ làm việc, cho nên anh tranh thủ nói chuyện về việc của mình. Thưa ba mẹ, hôm nay vợ chồng con về thăm nhà, và cũng có chuyện muốn nói, vì mẹ con bệnh nặng cần người chăm sóc, nên có thể tụi con phải ở lại một thời gian. Vợ con nói để một mình cô ấy ở lại, con sẽ về nhà phụ giúp ba mẹ ở đây, nhưng để một mình nhà ở nhà con không có yên tâm. Nghe con rể nói vậy, bà Kha dội lên tiếng. Không sao, tụi con cứ ở trên đó lo cho bà đi. Con gái lấy chồng thì phải về nhà chồng là đúng. Việc của ba mẹ ở đây tụi con không phải lo. Mẹ đang tính bán luôn cái chỗ xe còn lại, sau đó sẽ cho người ta thuê mặt bằng. Mẹ mới dự định như vậy thôi. Đã có người tới hỏi rồi đó. Họ sẽ mở xưởng may tư. Mỗi tháng mình cũng được vài triệu tiền cho mướn nhà. Ba mẹ sẽ chủ yếu làm bên vật liệu xây dựng thôi. Nghe mẹ vợ nói mà Tường thấy mừng rơn. Vậy là kế hoạch của mình đã khá suôn sẻ. Bỗng dưng Nhài lên tiếng. Ba mẹ à, tụi con dự định sẽ mở cửa hàng mua bán xe máy ở trên quê chồng con đó. Hay là ba mẹ cho chuyển số xe này lên chỗ của con đi. Con sẽ bán giùm cho ba mẹ. Trước mắt là để lấy khách hàng. Ngồi yên nãy giờ, nghe con gái nói vậy, ông Kha mới hỏi. Hai đứa định mở cửa hàng sao? Không có đơn giản đâu nghe. Làm cái gì cũng phải tính toán thật kỹ. Trước hết phải tìm hiểu thị trường, phải có vốn đầu tư và mặt bằng kinh doanh.
Nhài định nói cái gì đó, bỗng dưng Tường nói trước. Dạ, tụi con mới có ý định vậy thôi. Trước mắt con sẽ mướn một cái quán nhỏ, sẵn biết về sửa chữa, con sẽ nhận làm để kiếm tiền, sau đó tính tiếp. Bà Kha nói gạt đi. Thì con ở đó cứ đi tìm hiểu, quen khách rồi mà sẽ chuyển vài cái tới cho mà bán, coi như bán giùm cho ba mẹ. Nếu bán được, mẹ lại chuyển lên tiếp, vừa là giải quyết hàng cho mẹ, vừa là kiếm công ăn việc làm cho hai đứa. Sau này quen khách rồi, chưa biết chừng buôn may bán đắt là giàu có lớn đó. Ông Kha lặng lẽ đứng lên, nói rằng phải đi nghỉ. Chiều còn chở nguyên vật liệu tới công trình. Còn lại ba mẹ con, Tường bắt đầu vẽ tương lai tươi sáng trước mắt bà Kha và Nhài. Bà Kha ngồi nghe con rể và con gái nói chuyện thì bắt đầu suy nghĩ. Việc kinh doanh không phải ai cũng làm được. Bà có phần lo lắng nhưng lại gạt đi ngay vì bà tin tưởng ở chàng rể của mình. Mấy năm qua, Tường làm việc cho nhà bà nên bà biết thừa tính của nó. Nó không có chơi bời nhậu nhẹt, cũng không có ăn diện khoe khoang mà chỉ biết làm từ sáng cho tới tối. Nó lầm lầm lì lì, ít nói nhưng làm rất được việc. Không khua môi múa mép như thằng Dũng. Thằng Dũng nó nói thì hay lắm, nhưng tới khi gặp chuyện thì hèn nhát như con cún ghẻ cụp đuôi. Suy nghĩ một lát rồi bà gật gù. Được rồi, cứ biết vậy đã, để mẹ bàn với ba con. Tường biết ý nên xin phép đi nghỉ để cho hai mẹ con bà Kha nói chuyện. Vì anh biết mẹ là người luôn thương con gái vô điều kiện. Nếu Nhài nói với mẹ về kế hoạch của anh, thế nào mà bà Kha không có siêu lòng mà cho mượn tiền? Suốt thời gian làm việc ở đây, Tường đã hiểu rõ tính nết của từng người trong nhà. Nhài vốn là cô gái ngoan ngoãn, thật thà. Cô không muốn giấu ba mẹ mình có chuyện gì. Nhưng ông Kha là người nghiêm khắc. Tuy thương con, nhưng ông không hề dễ dãi như vợ của mình. Lúc này, chỉ còn hai mẹ con. Nhài không ngần ngại mà kể hết cho mẹ nghe về dự định của hai vợ chồng cô. Khi nghe con gái nói đến việc đã thuê cửa hàng, bà Kha nói luôn. Được rồi, mẹ tin tưởng ở chồng con. Mấy năm nó làm việc cho nhà mình, khách mua hàng rất tin tưởng. Nó đã có sẵn tay nghề thì yên tâm, đó là chuyện quan trọng nhất đó. Đầu giờ chiều hôm đó, Nhài đi rút tiền tiết kiệm của mình về. Sau đó hai vợ chồng chào ba mẹ rồi quay trở về quê, chuẩn bị cho công việc mới. Bà Kha bàn với chồng thuê xe chở hai chiếc xe máy cũ vừa mới nữa tới chỗ con rể và con gái. Nhưng ông không chịu. Ông nói rằng trước khi làm việc gì thì phải được tham khảo tình hình cho kỹ lưỡng. Nếu thấy hợp lý thì mới bắt đầu tiến hành, chứ không phải chỉ nghe thôi mà cứ vậy thực hiện là không có được. Nhưng bà Kha vì quá thương con gái và tin tưởng con rể nên một mực muốn làm theo ý mình. Bất lực, ông Kha gắt lên. Bà muốn vậy thì cứ làm theo ý của bà đi, nhưng tôi chỉ cho phép chở 10 cái xe lên đó thôi. Bà Kha bực bội nhưng cũng đành chấp nhận làm theo ý của ông. Vì công việc bận nên hai ông bà không có theo xe mà chỉ gọi điện cho vợ chồng Nhài từ trước. Lái xe là chỗ tin cậy của gia đình nên cứ theo địa chỉ, họ sẽ mang hàng đến tận nơi cho vợ chồng Nhài. Rồi ngày khai trương cũng tới gần. Không biết vì phấn khởi hay vì cái gì mà bà Loan đã khỏi bệnh nhanh chóng. Bà ra ngoài cửa hàng dọn dẹp giúp con cái. Ai tới bà cũng chào hỏi rất tình cảm, rồi không quên nhắc tới câu: ngày mốt khai trương, các chị các cô tới ủng hộ mẹ con em nghe. Quả đúng là Tường rất có duyên bán hàng. Ngay trong ngày đầu tiên, anh đã bán được hai chiếc xe, một cũ và một mới. Xe cộ không phải là thứ ít tiền nên không phải lúc nào cũng có người tới mua. Nhưng chỉ cần bán được một chiếc thôi, tiền lời cũng bằng cả tháng trước kia Nhài bán đồ tạp hóa gia dụng. Tường có một kinh nghiệm là bao giờ kinh doanh xe cũ cũng lời nhiều hơn xe mới, bởi vì xe cũ không có giá cả nhất định. Khách đem xe tới bán, anh tìm đủ lý do để mua được giá rẻ. Sau ít ngày anh cần mẫn sửa sang lại, chiếc xe như là một người được thay áo mới. Có khách mua anh lại tự ra giá cao, và mỗi lần như vậy anh lại kiếm lợi nhuận khá nhiều.
Vợ chồng của Tường kinh doanh ngày càng phát đạt, số xe tồn động lại ở nhà bà Kha đã vận chuyển hết tới chỗ của con gái. Nhà xưởng thì ông bà cho thuê, tiền bán xe Tường nói vợ về khất với ba mẹ, bởi vì họ muốn mượn làm vốn để lấy xe về bán. Ông Kha không nói gì, nhưng bà rất vui vẻ. Thôi, coi như cho con nó mượn để làm vốn kinh doanh, nó làm ăn được thì số tiền đó có đáng kể là bao nhiêu. Thấy con trai và con dâu làm ăn khấm khá, bà Loan nảy ra ý định muốn xin cái xe để đi. Bà là mẹ của nó mà, cái xe thì thấm vào đâu với công lao bà đã nuôi nấng cái thằng Tường từng đó ngày. Nếu không có bà thì con nhà làm sao mà có thằng chồng đẹp trai giỏi giang như con trai của bà chứ. Giả lại, cả cái cửa hàng lớn như vậy, tôi nói cho bà một cái xe thì có đáng kể là cái gì đâu. Từ ngày hai vợ chồng của Tường ra ngoài bán, bà Loan kiếm cớ phải nấu cơm dọn dẹp giùm cho con cái, nên thường xuyên tới dùng bữa cùng con trai và con dâu, để mặc ông ở nhà muốn làm cái gì thì làm. Hôm đó cũng như mọi khi, tới bữa ăn bà nói với con trai và con dâu: "Hai đứa coi để cho mẹ ăn cái xe đi, chứ chân tay của mẹ đau kinh niên như vậy, đạp xe nó khổ lắm." Tường nhăn mặt không nói chi, nhài vội trả lời: "Dạ ha mẹ, nhưng mẹ muốn đi xe loại nào?" Chưa kịp để con trai trả lời, bà nói tiếp: Hai đứa cho mẹ cái xe tay ga cho nó dễ đi." Vậy là hôm sau, người ta thấy bà Loan đi cái xe Vision màu đen mới cứng từ quán về nhà. Ai cũng nghĩ bà sướng ghê, con cái giàu có, nó cho luôn một chiếc xe đập thùng để đi. Quanh cái làng này, nhà nào cũng chỉ có một chiếc xe, chứ không có ai tầm tuổi bà lại được sở hữu một mình một chiếc xe mới như bà. Rồi thằng Út về chơi, bà Loan nói với Tường: "Mày đổi cho em nó cái xe đi. Anh trai có cả một cửa hàng lớn như vậy mà để thằng em đi cái xe cà tàng khó coi lắm. Rồi bà con chòm xóm người ta lại cười cho." Vậy là chỉ còn một mình ông Phủ vẫn lặng im. Hình như ông không có hề quan tâm đến việc làm của con trai và con dâu thì phải. Hằng ngày ông lầm lũi ra vào ngôi nhà một mình, tự ăn rồi tự nấu, nhìn đến thật là tội nghiệp. Bà vợ thì suốt ngày ra ngoài cửa hàng, gặp khách thì cười nói hết buổi, chán rồi lại ngồi lên xe máy mới, lượn hết chỗ nọ tới chỗ kia. Vì công việc bận nên vợ chồng nhà ít khi về quê ngoại. Ông bà Kha nhớ con gái, thỉnh thoảng lại gọi điện, và lần nào cũng kèm một câu: "Đã có cái gì chưa con?" Nhài mỉm cười rồi lại trả lời dẫn cái câu nói quen thuộc: "Con chưa có đâu ba mẹ à." "Làm sao thì làm, vợ chồng là phải có đứa con mới hạnh phúc. Ba mẹ mong cháu ngoại lắm rồi đó nghe." "Tụi con còn lo kinh tế nữa mà mẹ, từ từ rồi ba mẹ sẽ có cháu bồng thôi. Lúc đó mẹ đừng có nói tao bận không có ẵm cháu được đó." Mà kể cũng lạ, lấy nhau hơn một năm trời rồi, nhưng cái bụng của nhài vẫn phẳng lì chưa có tin vui. Và đặc biệt bà Loan không hề nhắc nhở gì về cái chuyện này. Chỉ có mẹ đẻ của cô là lần nào gọi điện thoại cũng hỏi tới, khiến cho cô nhiều khi cảm thấy sốt ruột mà không biết nói cái gì. Hôm đó là giỗ của ông nội của Tường. Sáng sớm bà Loan tới hỏi con trai xin tiền để đi chợ mua đồ. "Hai đứa bận việc thì cứ ở đây, chiều mẹ làm cơm cúng nội xong, đợi các con về chỉ việc ăn thôi." Có mấy ai mà tâm lý như bà Loan đâu. Bà nhận làm hết mọi việc để con cái yên tâm ở công việc buôn bán. Tới bữa, chỉ việc về nhà ăn vậy là xong. Nhưng từ trước tới nay, bà Loan không phải là người đơn giản. Bà đã định làm cái việc gì là phải có kế hoạch từ trước. Tất cả mọi việc đều phải có lợi về cho bà. Tối hôm đó, khi cả nhà đã ăn uống xong, bà Loan lên tiếng: "Hôm nay có đông đủ các thành viên ở trong nhà, mẹ muốn bàn với các con một việc. Ngôi nhà này ba mẹ làm cách đây gần 20 năm, hiện nay nó đã xuống cấp lắm rồi. Sợ rằng mùa mưa bão tới sẽ không có trụ được thêm nữa. Tới đây mẹ có ý định làm lại nhà, về các con thu xếp, mỗi đứa thêm với ba mẹ một ít tiền." Tường giật mình ngẩng lên nhìn mẹ.
Ba mẹ muốn làm lại nhà hả? Vậy thì con không có giúp gì được rồi. Tụi con đang có ý định mua lại cửa hàng mà con đang mướn đó. Nhà chủ nói đang muốn bán, nếu mình không mua thì họ sẽ lấy lại. Vậy hả? Tốt quá. Nhưng chắc là nó mắc lắm đó. Thôi cũng được. Mẹ cũng mừng cho các con. Còn trong nhà này để ba mẹ sẽ tự lo. Hôm đó khi từ nhà mẹ chồng về tới cửa hàng, Nhài cứ thắc mắc hoài. Tường nói vậy là sao? Không biết anh đùa hay là thật nữa đây. Việc mua nhà không phải nói là làm được. Cô đã nghe anh nói cái chuyện gì đâu chứ. Tới nhà, Tường biết là Nhài đang suy nghĩ. Anh nghiêm mặt. Em nè, mấy hôm trước cô chủ có nói với anh là vợ chồng của cô chủ muốn bán nhà. Anh nghĩ kỹ rồi, mỗi năm mình mất 60 triệu tiền mướn nhà, vậy 10 năm là mất 600 triệu rồi. Số tiền đó chúng ta xây được nửa cái nhà rồi đó em. Tường vừa nói vừa để ý thái độ của vợ, không thấy Nhài nói chi, anh lại tiếp. Em coi như thế nào, hay là chúng ta cố gắng mua căn nhà này đi. Nhưng mà em nghe mẹ nói sẽ rất mắc tiền, vậy chúng ta lấy tiền ở đâu ra? Bởi vậy anh mới nói, anh định hỏi thằng Út coi, thời gian qua nó đi làm có tích góp được ít nào hay không, nhưng mẹ lại muốn làm lại nhà nên không có nhờ nó được cái gì nữa rồi. Em phải hỏi mượn ba mẹ một ít, cộng với số tiền vừa rồi chúng mình kiếm được. Nếu không có đủ, mình hỏi khất lại cô chủ vài tháng sau trả luôn. Chắc là cô sẽ nghe theo thôi. Nhưng anh đã biết cô bán giá bao nhiêu chưa? Khoảng 2 tỷ em à. Nhài suy nghĩ. 2 tỷ đối với ba mẹ cô vẫn có thể lo được. Nhưng mà số tiền đó cũng không phải là nhỏ. E rằng ba mẹ sẽ không có đồng ý. Thấy vợ im lặng, Tường hỏi tiếp. Ý của em sao? Có nên hỏi ba mẹ hay không? Nếu mua được nhà, mỗi năm sẽ tiết kiệm được một khoản tiền. Có sổ đỏ rồi, mình sẽ đi vay ngân hàng. Có giấy phép kinh doanh, tiền lời sẽ rất thấp. Mình mượn về trả bớt cho ba mẹ. Rồi hàng năm mình vẫn kiếm ra tiền. Khi trả hết nợ, đương nhiên mình có căn nhà ở mà không phải đi mướn. Em nghe anh nói có hợp lý không? Đầu óc của Nhài cứ loạn lên mà không nghĩ được cái gì thêm. Từ trước tới nay Tường nói cái gì mà không đúng, cô chỉ biết nghe theo một cách ngoan ngoãn. Anh tính vậy, tụi mình chưa có con cái nên cố gắng phấn đấu làm kiếm tiền. Sau này có con rồi, lúc đó nhà cửa đàng hoàng yên tâm, an cư mới lạc nghiệp. Em chỉ việc nuôi con, còn mọi việc để anh lo. Nghe tới câu này Nhài hơi giật mình, cô quay lại nói với chồng. Lần nào gọi điện tới, mẹ cũng hỏi em về cái việc này là tại sao lâu quá chưa có tin vui. Thì em cứ nói với mẹ một câu đi, là chúng ta còn kế hoạch để phấn đấu làm kinh tế. Nhài ngạc nhiên về câu nói của chồng. Nhưng chúng ta đâu có kế hoạch đâu. Tường thở dài, cô vợ của anh vẫn ngây thơ như ngày nào. Tất cả mọi chuyện cứ phải nói toạc ra mới hiểu được. Hình như đầu óc của cổ không có bao giờ biết tính toán mưu mô một chuyện gì. Sống bên anh hơn một năm mà cũng không có thay đổi được chút nào, vẫn tin người và lương thiện như trước. Mà cũng phải, có vậy thì anh mới điều khiển cô một cách dễ dàng chứ. Qua một thời gian suy nghĩ, Nhài quyết định về nhà hỏi mượn tiền ba mẹ đẻ để mua nhà. Lần này cũng giống như lần trước, ông Kha nhất định không đồng ý, nhưng bà lại khác, bà nói gay gắt với chồng. Ông mắc cười thiệt đó. Cho con cái mượn tiền mà cũng tiếc nữa. Ông nghĩ mà coi, nếu tụi nó làm ruộng hay làm công nhân thì không nói làm chi. Đằng này tụi nó làm ăn buôn bán, phải mướn nhà, có cái nghề kiếm ra tiền, mấy ai được như vậy đâu. Mua được nhà rồi, mỗi năm sẽ bớt đi một khoản tiền. Tụi nó còn trẻ, còn khỏe, còn kiếm ra tiền. Trước sau gì cũng phải mua, vậy thì mua luôn đi. Đất đai càng ngày càng lên giá, 2 tỷ... Nếu để xây lên mấy gian nhà mới thì cũng sẽ hết thôi. Đằng này cũng số tiền đó. Vừa có nhà vừa có đất, phải chớp thời cơ. Ông là đàn ông mà không có chịu nghĩ thoáng đầu óc ra chút nào hết. Tôi biết vậy, nhưng mà làm việc gì cũng phải suy xét cho kỹ cái đó. Để tôi lên trên đó tìm hiểu coi sao. Công việc nhà thì đang bận rộn. Ông đi tới đó có giải quyết được cái gì không? Thằng Tường không phải là người dạy.
nó đã tìm hiểu rồi mới cho vợ nó về thưa chuyện với mình. Nghe vợ nói, ông bực quá gắt lên. Vậy thì tôi mặc kệ mẹ con bà muốn làm cái gì thì làm. Lại một lần nữa, ông bỏ vào trong nhà. Vậy là chuyện nhài muốn mượn tiền đã được mẹ đồng ý, nhưng bà Kha không có đưa tiền cho con gái ngay mà nói. Con về nói với chồng con, hai đứa lựa ngày về nói chuyện với ba mẹ. Số tiền lớn vậy, mẹ không có đưa một mình con được. Mẹ không có tiếc gì hai đứa đâu, nhưng mà làm gì cũng phải có đầu có đuôi. Nghe vợ nói là mẹ đã đồng ý cho mượn tiền, Tường khấp khởi mừng thầm. Anh phải về nói chuyện với ba mẹ vợ cũng là chuyện đơn giản thôi. Dù có phải cúi đầu đến trăm ngàn lần trước ông bà, anh cũng làm được, miễn là có tiền. Mấy năm làm công cho nhà ông bà, anh đã phải đóng vai thành một chàng trai nghèo hèn, dâng lời chủ như con cún trung thành, để lọt được vào làm con rể trong nhà ông bà rồi. Vậy thì lúc này, tại sao anh lại không có chịu nhịn nhục thêm một chút nữa để mượn được tiền của họ chứ? Trước mặt ba mẹ vợ, Tường cúi đầu lễ phép. Dạ, ngôi nhà của tụi con đang thuê họ muốn bán, vậy nên con có ý định mua lại để ở và tiện việc kinh doanh. Nhưng hiện nay tụi con mới để dành được có một chút, còn lại cái số vốn động ở trong hàng hóa, vợ chồng con xin phép mượn ba mẹ một ít tiền. Ông Kha chậm rãi nói, con định hỏi ba mẹ mượn bao nhiêu? Dạ, cô chủ nói bán cái đám đất và căn nhà đó 2 tỷ, nếu ba mẹ cho tụi con mượn, sau khi mua bán đất dứt điểm, có sổ bìa đỏ rồi, tụi con sẽ đem thế chấp vay ngân hàng để trả bớt lại cho ba mẹ. Bà Kha kêu lên, con không cần phải lo vay mượn ngân hàng để trả mẹ, coi như ba mẹ không có cho con thì cho hai đứa mượn không có lời lãi chi. Chỉ chờ có vậy thôi là trong lòng của Tường đã như mở cờ trong bụng. Nhưng anh vẫn cúi đầu bình tĩnh trước ba mẹ vợ. Dạ, con cảm ơn ba mẹ, nhất định tụi con sẽ cố gắng. Chợt bà Kha nói cái giọng buồn buồn. Ba mẹ chỉ có mình nó là con gái, mà ông bà trên đó lại có hai anh em trai. Ba mẹ muốn rằng sau này khi về già, cửa hàng cửa hiệu không có quản lý được nữa thì sẽ cho các con, nên cũng không có muốn các con bỏ tiền mua nhà trên đó đâu. Nhưng mà trước mắt cứ tạm như vậy cái đã, rồi sau này sẽ tính tiếp. Ba mẹ cứ yên tâm đi, bây giờ hai người còn khỏe, còn làm được việc. Sau này ba mẹ già yếu rồi, nhất định tụi con sẽ về chăm sóc cho ba mẹ mà. Nghe thằng con trẻ nói mà bà Kha thấy ấm lòng, hai mắt bà ngấn lệ, miệng cười rồi nói, tốt lắm, nhưng mà hai con còn một điều vẫn chưa cho ba mẹ hài lòng, đó là vẫn chưa có cháu ngoại cho tụi tôi ẵm bồng đó. Dạ, không sớm thì muộn thôi, ba mẹ cũng sẽ có cháu ẵm. Vậy là cuộc thỏa thuận đã xong, người vui nhất ở đây vẫn là Tường. Cầm 2 tỷ trong tay mà anh muốn nhảy cẩn lên sung sướng, nhưng anh vẫn tỏ thái độ rất bình thường, chỉ nói lời cảm ơn ba mẹ vợ rồi chào ra về. Trước mắt, cứ có tiền trong tay là tốt lắm rồi. Có tiền sẽ làm được tất cả mọi việc khó nhất trên đời. Còn những chuyện sau thì hẳn cứ để đó, rồi sẽ làm từng bước một, mọi việc sẽ thuận lợi thôi. Hôm sau, hai vợ chồng nhài cùng vợ chồng cô chủ làm giấy tờ mua bán nhà đất. Hai bên cùng ký kết vào giấy tờ xong xuôi, Tường giao cho nhà chủ 1 tỷ. Đợi khi sang tên sổ bìa đỏ xong, số tiền còn lại sẽ được trả hết. Vậy là kế hoạch đã thành công 50% rồi. Chỉ chờ ngày cầm quyển sổ bìa đỏ nữa thôi là họ chính thức sở hữu ngôi nhà mặt đường ở ngã tư đầu xã. Có mặt tiền rộng rãi và quay hướng đông, địa thế rất đẹp. Và đúng lúc này, nhài lại rất mong mình có thể mau chóng có tin vui. Người phụ nữ nào cũng vậy. Khi còn ở nhà cùng ba mẹ thì họ chỉ biết dựa dẫm vào gia đình. Họ thích tự do và làm những điều mình muốn. Nhưng khi đã lập gia đình, điều mong mỏi nhất là có đứa con. Cô nói chuyện này với chồng. Đã hơn 1 năm rồi, tại sao em không có thấy tin vui? Hay là tụi mình lựa ngày đi khám được không anh? Hai vợ chồng mình cùng khỏe mạnh mà, vậy làm sao phải đi khám chứ? Con cái là lộc trời cho, có khi sớm, có khi muộn, em không phải suy nghĩ nhiều. Giá lại mình cần khoảng thời gian nữa,
Khi trả hết nợ rồi lúc đó nuôi con mới đỡ cực khổ mà. Nhài im lặng nhưng trong lòng lại thấy buồn. Biết rằng anh lo được như vậy là tốt. Nhưng mà việc sinh con ấy thì khẽ không có lý do đó. Số tiền mua nhà là của ba mẹ cô cho mượn, không mất một đồng lời nào. Mà họ cũng không có hẹn ngày phải trả. Vậy tại sao Tường cứ không có muốn cô sinh con trong lúc này? Nhài đem chuyện này tâm sự với mẹ chồng. Không ngờ bà Loan lại cười khanh khách. Con để từ từ cũng được. Bây giờ bận biểu con cái là không có làm được việc đâu. Mà mẹ nói trước nghe, mẹ không có sức khỏe, cho nên sẽ không có ẵm được cháu cho đứa nào hết đó. Cứ đứa nào đẻ ra thì đứa đó phải trông coi, kể cả thằng Út sau này cũng vậy. Nhà vốn là người đơn giản, không hay suy nghĩ nhiều. Nhưng việc này cô lại thấy mẹ chồng mình thật khó hiểu. Cô biết rằng gia đình nào cũng vậy, dựng vợ gả chồng cho con cái xong là họ đều rất mong có cháu. Nhưng mà bà Loan thì lại là một người hoàn toàn khác. Bà thờ ơ, không để ý tới việc cô con dâu mãi chưa có tin vui. Và khi cô nhắc tới thì bà lại có thể để từ từ cũng được. Lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng bà nói vậy để an ủi động viên con cái. Nhưng mà dần dần cô thấy hình như ở gia đình chồng có điều gì đó không có ổn thì phải. Ông Vũ thì sống như một cái bóng. Không có bao giờ thấy ông vui vẻ, cười nói và quan tâm đến bất cứ một điều chi. Còn bà Loan thì miệng lúc nào cũng tươi cười hớn hở. Dù cô có làm sai hay lỡ miệng nói một câu gì đó, bà cũng cho qua hết. Lúc nào bà cũng luôn miệng khen cô con dâu giỏi giang xinh đẹp. Nghe nhiều quá, Nhài cũng thấy nhàm tai. Nhưng mà cô cũng chỉ biết cười lấy lệ rồi lại quay trở vào làm việc của mình. Công việc của vợ chồng Nhài vẫn tiến triển rất tốt bởi vì Tường là một tay sửa xe giỏi bậc nhất trong vùng. Khách hàng tới mua xe, đem về có trục trặc gì thì đem lại, Tường đều xử lý được hết. Vì vậy khách hàng rất tin tưởng và người tới mua mỗi ngày một nhiều. Xã hội phát triển từng ngày, phần lớn là do kinh tế đang thời mở cửa, các doanh nghiệp liên danh nước ngoài mọc lên san sát. Không những ở thành phố mà ở quê, nơi nào cũng thấy công ty treo bảng tuyển lao động. Công dân đủ tuổi, tất cả đều có công ăn việc làm ổn định. Hàng tháng đều kiếm ra tiền. Vì vậy, nhu cầu mua xe máy ngày một tăng. Trung bình, mỗi người lao động đều có một chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Chính vì vậy, việc kinh doanh buôn bán của vợ chồng Nhài rất thuận lợi. Hiếm có ai lại dễ dàng trở nên giàu có nhanh như vợ chồng của Tường và Nhài. Điều quan trọng nhất ở đây là họ được cấp vốn mà không mất một đồng tiền lời nào. Đã vậy, số vốn vẫn chưa phải trả lại. Họ cứ như vậy, quay vòng từ buôn bán nhỏ lẻ rồi dần dần trở thành một tiệm bán xe lớn. Trước kia còn làm cho ba mẹ, thì Nhài là người làm hóa đơn và thu tiền. Tường chỉ là anh thợ sửa xe và tư vấn cho khách hàng. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Tường kiêm tất cả mọi việc, từ sửa chữa tới giao xe cho khách và thu tiền. Từ số tiền trong tài khoản và tiền mặt, anh đều quản lý. Anh không muốn cô vất vả suy nghĩ, nặng đầu về hàng hóa và tiền bạc. Anh muốn cô giữ sức khỏe để sau này còn sanh con và nuôi dạy con cái. Vì làm việc nhiều nên Tường có phần già dặn và ốm đi nhiều. Nhài thương chồng nên cô rất chú ý tới khẩu phần ăn hàng ngày của anh. Cô mãi chăm chú cho chồng mà không chú ý tới bản thân. Vì nhàn nhã hơn trước nên người cô không còn thon thả gọn gàng như trước đây. Cũng vì mãi mê công việc nên đã một thời gian dài hai vợ chồng Nhài không về thăm ba mẹ. Tường đem chuyện này nói với vợ. Lâu lắm rồi chúng ta không có về quê ngoại. Em thu xếp về thăm ba mẹ mấy ngày đi. Công việc ở đây một mình anh lo liệu được. Nhài cũng nhớ nhà lắm, nhưng lại lo không có ai dọn dẹp và chăm sóc cho Tường. Nghe vợ băn khoăn, Tường bật cười. Anh ra ngoài làm kiếm tiền từ nhỏ, giờ thì em lo cái gì? Hôm sau, Nhài xin phép ông Vũ và bà Loan để về thăm ba mẹ đẻ. Ông Vũ chỉ gật đầu rồi im lặng. Và bà Loan thì mừng tíu tích, cái miệng lại cười hết cỡ mà nói. Phải rồi, con cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông bà xui nghe.
Con cứ yên tâm về đó nghỉ ngơi ít bữa đi. Mẹ sẽ ra ngoài tiệm nấu ăn hàng ngày cho thằng Tường. Con khỏi phải lo. Nhài vừa đi khỏi, bà Loan ngồi trên cái chiếc vi sinh màu đen đi dội ra ngoài nhà con trai. Tới nơi, bà đi thẳng tới chỗ của Tường. Con không đi cùng với vợ con sao? Tường đang ngồi bấm điện thoại, liền ngẩng mặt lên nói. Công việc của con nhiều lắm, con đi làm sao được? Bà Loan nhìn quanh không thấy ai, rồi nhanh tay kéo cái ghế sát bên tai con nói nhỏ. Con tính sao thì tính, con Ngọc nó lại tới tìm mẹ đó. Cái thai lần này 7 tháng rồi, nó nói không phá được nữa đâu. Mà kỳ lạ thiệt, con nhà thì mãi không có thấy cái gì. Mà tại sao con Ngọc lại mắng đến như vậy? Tường không trả lời mẹ. Anh lôi bao thuốc lá lấy một điếu để hút. Mấy năm làm cho nhà ông bà Kha, Tường không có hút một điếu thuốc. Nhưng từ khi cưới Nhài về, anh lại bắt đầu quay ra hút thuốc từ khi nào luôn. Anh luôn đưa mắt nhìn theo làn khói thuốc bay ra xa, rồi lại quẩn vào quanh người anh. Tâm trạng đầy lo âu phức tạp. Không biết con đường phía trước anh bước như thế nào và cũng không biết mình rẽ về đâu cho an toàn. Bà Loan thấy con trai không nói gì lại hỏi tiếp. Con coi sao đi chứ? Chuyện mà nổ ra con nhà nó biết được là hư hết đó. Rồi tiền của ba mẹ nó cho mượn nữa. Ông bà ấy tới đòi là con tay trắng đó nghen. Tường rít liên tục mấy hơi. Điếu thuốc lè đỏ lên liên tục vẫn còn non một nửa. Anh dụi vào cái gạt tàn, sau đó nằm ngã người xuống cái ghế dài, giọng nói có vẻ không vui. Ngày cái thai được 3 tháng, con đã cho cô ta 20 triệu nói là đi phá, bây giờ thì lớn chuyện rồi đó. Nhưng mà tại sao con không có dứt khoát đi, cứ còn qua lại với nó làm gì? Đã xác định lấy con nhài để có cơ hội kiếm tiền, thì không có tơ tưởng tới con Ngọc nữa chứ. Con làm như vậy là tự giết mình rồi đó. Tường ngồi bật dậy, anh nói nhanh. Nhưng mà con yêu Ngọc, cô ấy biết làm cho con vui. Ở bên vợ nhưng đầu óc con chỉ nghĩ đến Ngọc thôi. Mày chọn tình yêu, tại sao lại còn cưới con nhài? Mà đã chọn con nhài để có cuộc sống sung sướng như vậy thì quên bén cái tình yêu kia đi. Như tao đây nè, bởi vì chọn tình yêu cho nên mới phải chịu nghèo, chịu nhục tới bây giờ, mày biết chưa? Mẹ thôi đi có được không? Con phải dắt óc ra suy nghĩ bao nhiêu ngày mới lọt được vào nhà người ta, để bây giờ mới có cuộc sống đầy đủ như thế này, rồi lo cả tiền cho mẹ tiêu xài hàng ngày đó. Đã nhiều lần con cố quên Ngọc đi, rồi thử chấp nhận dần dần cuộc sống hiện tại, nhưng con không có làm được. Con biết cổ yêu thương con, nhưng mà con lại không có thích cái thứ tình cảm nhạt nhẽo đó. Cô ta chỉ biết răm rắp nghe lời con, ngoan ngoãn một cách ngu xuẩn. Con chán ghét cuộc hôn nhân này lắm rồi, nhưng mà phải chờ có cơ hội, tìm cách thoát ra khỏi bằng cách nào mới quan trọng. Thì nó ngu như vậy mày mới lừa được nó bao nhiêu tiền rồi. Nó mà cáo già như con Ngọc thì mày cứ đợi đó đi. Tường im lặng như không nghe thấy mẹ mình nói cái gì. Anh tìm đủ mọi cách để bước vào cuộc hôn nhân này, không phải để kiếm tìm hạnh phúc mà để có tiền. Mà đã có nhiều tiền rồi, anh sẽ không có phải cúi mình trước bất cứ một ai. Lúc này Tường đã có một khoản tiền rất lớn. Ở trong đó có cả số tiền vốn mà ba mẹ vợ đã cho mượn. Anh nghĩ rằng tiền của ai không có quan trọng, quan trọng là nó đang nằm trong tay anh. Khi đã có tiền thì suy nghĩ trong đầu của con người ta cũng dần dần đổi khác. Thay vì trước đây anh tìm đủ mọi cách để lấy lòng cô chủ nhỏ xinh đẹp là nhài, thì bây giờ anh luôn suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi cô mà trong tay vẫn còn nguyên cái số tiền lớn đó. Ông bà Kha thấy con gái về thì mừng rỡ ra mặt, hai mẹ con tíu tít trò chuyện. Lát sau bà nói chuyện với ông. Mấy hôm nay cũng bớt công việc, ông ở nhà để tôi đưa con gái đi khám xét xem coi thế nào. Ông Kha vui vẻ đồng ý ngay. Một lát sau, một chiếc taxi tới đón hai mẹ con lên bệnh viện phụ sản của tỉnh. Sau khi khám, các chỉ số xét nghiệm và phim chiếu chụp của nhài hoàn toàn bình thường. Bác sĩ nói cô sẵn sàng mang thai bất cứ lúc nào, không có vấn đề gì trục trặc về sức khỏe sinh sản. Vậy là đã giải tỏa được nỗi lo lắng bấy lâu của bà Kha. Hai mẹ con yên tâm kết quả đem về nhà. Đã lâu lắm rồi, nhà mới được ăn cơm cùng với ba mẹ. Cô tìm lại được cảm giác ngọt ngào yêu thương. Suốt bữa cô ríu rít nói chuyện,
vẫn như cô bé ngày nào được yêu chuộng hết mức. Đêm nay, Nhài không có ngủ được. Nằm trong căn phòng quen thuộc của mình, cô cứ trằn trọc. Cô gọi điện thoại cho Tường mấy cuộc, nhưng anh không nghe máy. Nhài nghĩ, chắc anh bận rộn nên mệt rồi ngủ quên. Rõ ràng, đây là nhà của mình, nơi mà cô sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ. Nhưng cô lại cảm thấy nhớ cồn cào một nơi, đó là nhà chồng của mình. Đúng là con gái dù được yêu thương đến mấy, ba mẹ nuôi lớn trưởng thành rồi cũng bỏ họ mà đi lấy chồng. Có lấy chồng rồi thì tôn thờ nhà chồng, quỳ lạy nhà chồng. Chồng nói một tiếng thì dân dân dạ dạ không dám cãi, còn ba mẹ ruột nói một tiếng thì giận hờn. Đúng là con gái là con của người ta, đừng có trách sao là nói trọng nam khinh nữ. Nó ở chỗ đó đó. Rồi những ngày tháng sau đó, vì bận rộn với công việc mà đôi khi không có nhớ để một lần về thăm. Nhài vẫn biết vậy, nhưng cô không có ở lại thêm được nữa. Cô quyết định sáng hôm sau quay trở về nhà chồng, mặc dù ba mẹ giữ cô ở lại chơi mấy ngày. Trên đường về nhà, Nhài cảm thấy rất vui. Cô sẽ đem kết quả khám bệnh về cho Tường, đó là cô hoàn toàn khỏe mạnh và mang thai bất cứ lúc nào. Nhài ghé qua chợ mua ít trái cây và đồ ăn, cô lựa những món mà Tường vẫn thích. Trong đầu đang hình dung bữa cơm thật ngon miệng và tự tay cô nấu. Chỉ mới xa nhà có một ngày thôi mà cô cảm thấy như cả tuần trời. Cô háo hức trong lòng khi nhìn thấy tấm bảng cửa tiệm xe máy nhà mình. Lúc này là 10 giờ sáng. Nhài nhìn quanh nhưng không thấy Tường đâu. Cô dựng xe rồi xách đồ lên trên lầu. Bước vào phòng bếp, hình ảnh đầu tiên trước mắt Nhài là cái bồn rửa chén đầy ắp chén đũa. Cô nghĩ rằng bà Loan đã tới đây nấu ăn cùng với con trai. Sau khi để đồ lên bàn bếp, Nhài quay vào nhà tắm thay quần áo. Cô bỗng giật mình, thấy có bộ đồ lót của phụ nữ treo trên mắt nhưng không phải của mình. Đồ này cũng không phải của bà Loan. Trong đầu cô thoáng một ý nghĩ tiêu cực đi qua, nhưng Nhài lại gạt đi ngay. Không thể có ai khác vào trong nhà cô được, chỉ là nhầm lẫn gì đó mà thôi. Nhài bước tới gần cửa phòng ngủ của vợ chồng, bỗng cô dừng lại vì có tiếng nói nhỏ và tiếng cười khúc khích của người phụ nữ bên trong. Lúc này, nhịp tim của cô đập mạnh hơn, cô bước nhẹ tới cửa phòng và nghe rõ tiếng một cô gái. Anh chán rồi thì ly hôn quách nó đi, không yêu thì sống bên nhau để làm giống gì. Anh cứ nói thẳng ra là em sắp sanh con trai, rồi cô ta sẽ tự biết mà rút lui. Nhài lặng người, nhưng cô lại trấn tĩnh ngay, bởi vì chưa biết người ở trong đó là những ai. Cô tế nhị, định không có mở cửa phòng, nhưng nghĩ lại, đây là phòng của mình mà. Ngoài vợ chồng cô ra, thì ai có thể vào đây được. Đúng lúc đó, cô nghe rõ tiếng của Tường nói, nhưng rất nhỏ, dù không nghe rõ từng lời, nhưng cô biết, đây chính xác là giọng của chồng mình. Tiếng cô gái lại lanh lảnh cất lên. Chỉ 2 tháng nữa tôi là em sinh rồi. Anh muốn con của tụi mình lúc đó sẽ như thế nào? Anh thiếu gì tiền? Vậy thì lót vào để người ta giải quyết cho nhanh. Ly hôn rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn. Lúc đó con chúng ta sẽ mang họ ba. Giấy khai sinh của nó có cả tên cha và mẹ đàng hoàng. Nhài đã nóng hết người rồi. Cô mạnh dạn cầm cái tay nắm và đẩy cửa bước vô. Hình ảnh trước mắt cô lúc này là Tường đang nằm ôm một cô gái có cái bụng bầu rất lớn ở trên giường của mình. Nhài không thể hiểu được tâm trạng của cô lúc này nó như thế nào, chỉ biết rằng cô lấy hết sức mà hét lên. Anh Tường, chuyện này là sao? Còn cô là ai? Tại sao cô lại nằm trên giường của tôi? Tường ngồi bật dậy, mặt biến sắc ngay. Anh chạy vội tới bên Nhài, đưa tay nắm lấy tay cô. Nhài giật mạnh tay mình lại, đứng lùi ra xa, nước mắt lăn dài trên má. Cô lắc đầu, đôi môi đỏ thắm hàng ngày, bây giờ đã tím liệm vì bị hàm răng cắn chặt. Tường bước vội đến bên cô mà nói, Nhài ơi, bình tĩnh nghe nói, những gì em nhìn thấy không phải vậy đâu, chỉ là một chút sai lầm của thằng đàn ông lúc vắng vợ thôi. Em tha lỗi cho anh, tha cho anh một lần được không em? Nhài chưa kịp nói gì thì cô gái trên giường bước xuống cười rất tươi. Em là Nhài phải không? Nghe tên em lâu rồi, hôm nay chị mới gặp mặt. Giới thiệu với em,
Chị tên là Ngọc. Anh Tường và chị yêu nhau 7 năm rồi. Vì kinh tế khó khăn nên chị đã bỏ thai nhiều lần. Lúc này anh Tường đã đủ điều kiện để nuôi con, nên chị quyết định sinh đứa bé này ra, là con trai đó em. Cái thai đã được 7 tháng rồi. Nhài không đứng nổi được nữa, hai tay cô đưa lên ngực rồi từ từ khuỵu xuống, đầu gục vào hai đầu gối khóc nức nở. Từ nhỏ cho tới lớn, cô chưa bao giờ phải chứng kiến một cái cảnh đau lòng. Nhưng bây giờ không phải là đau lòng nữa, mà là thân thể cô như có hàng ngàn lưỡi dao nó cắt ra từng mảnh. Nó làm cho cô đau đớn muốn chết đi sống lại. Ngay lúc này, cô không nghĩ được gì ngoài cái hình ảnh một cô gái mang cái bụng bầu lớn mà đứa nhỏ chính là con của chồng cô. Tường vội tới bên ngồi xuống đỡ Nhài dậy. Bỗng dưng cô ngẩng mặt lên, đôi mắt như dại đi, hét lớn. Đủ rồi! Các người giết tôi luôn đi! Giết chết tôi luôn đi! Trong khi Tường cố dỗ dành và nói lời gian xin với Nhài, Ngọc đứng bên cạnh vẫn lải nhải những câu đỏng đảnh của cô ta. Tiện đây anh nói luôn cho cô ta biết đi, làm sao cứ phải sống giả tạo làm gì cho thêm đau khổ. Chị nói cho em biết nè, người anh Tường yêu là chị. Anh ấy cưới em chẳng qua là ngày ấy anh chị cãi nhau. Nhưng rồi sau khi cưới em, anh ấy vẫn không có quên được chị, nên tụi chị vẫn hàng ngày tìm tới nhau. Số lần anh chị gần gũi bên nhau nhiều gấp 10 lần anh ấy ở bên em đó. Không tin, em cứ hỏi anh Tường đi. Chị không có nói dối đâu. Bằng chứng là chị đang mang đứa con trai của anh ấy trong người đây nè. Nếu em hiểu chuyện, em hãy giải thoát cho anh Tường để anh chị đến với nhau. Tai của Nhài như ù đi. Từng lời nói của Ngọc đau hơn ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim của cô. Tường ngẩng lên quát lớn. Ngọc, em cứ thôi đi không? Đừng có chia rẽ vợ chồng của anh nữa. Ngọc ngửa mặt lên trần nhà mà cười lớn. Anh còn thương cô ta phải không? Vậy thì tại sao hơn 2 năm qua cô ấy vẫn không có bầu? Vậy mà em đã 4 năm lần với anh rồi đó. Anh Tường chỉ thương cô vì bản thân cô yếu đuối, nhưng mà người anh ấy yêu là tôi. Cho nên cô hãy vì đứa con trong bụng của tôi mà giải thoát cho anh đi. Nói xong, Ngọc đi vào trong phòng của vợ chồng Tường. Nhài đứng lên, nhìn thẳng vào mặt của Tường một lát. Rồi bất ngờ, cô đưa tay tát vào mặt anh ta một cái thật mạnh. Tường vẫn đứng nguyên không có tránh né. Nhài lấy hết sức dùng vào cánh tay trái rồi tát một cái thật mạnh nữa vào cái má bên này. Sau đó cô dịnh vào cầu thang rồi từ từ lê từng bước xuống dưới. Tường vội bước theo. Nhài quay lại, hai mắt mở to nhìn trừng trừng, nói gằn giọng. Anh đứng đó, nếu còn bước theo tôi một bước tôi sẽ lao đầu xuống kia mà chết cho anh coi. Bất ngờ Tường lao tới ôm chặt cô vào lòng rồi nói trong tiếng khóc. Nhài à, nghe anh nói cái đã, người anh yêu là em, dù có thế nào đi chăng nữa, mình vẫn là vợ chồng hợp pháp mà, đừng có tin lời cô ta nói, hãy cho anh một cơ hội đi, anh xin em đó. Hai mắt của Nhài ngập nước, không còn nhìn thấy gì nữa. Cô gục đầu xuống, hai tay giơ cao, cô đánh lên người anh liên tiếp. Tường lại nói, em cứ đánh anh nữa đi, đánh cho hả cơn giận, đã cái nư của em, anh chịu đựng được hết mà. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Hôn Nhân Tính Toán, tác giả Nguyễn Thơ. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện.